Đối với nhiều người dùng iPhone thì mỗi khi mà thiết bị của chúng ta mắc một ít lỗi nhỏ, các bạn thường nghĩ ngay đến việc là phải mang ra ngoài hàng sửa đúng không? Tuy nhiên, về căn bản thì điều này nhiều lúc là không cần thiết, bởi vì nhiều lúc các bạn khi mà đi ra ngoài hàng, các bạn sẽ phải mắc thêm một vài loại phí mà thậm chí những lỗi đó không phải do iPhone của mình mắc phải. Dưới đây thì chúng ta sẽ chia sẻ 8 trường hợp mà ít nhất là trong những trường hợp này các bạn có thể tự xử lý chúng ở nhà mà không cần phải mang ra ngoài hàng. Lần tới, nếu nút home trên iPhone hay iPad của bạn có cảm giác dính dính, hoạt động thiếu ổn định, khoan vội manh động đã, thay vì vội vã mang ra cửa hàng sửa chữa, thì bạn hãy thử dùng một chiếc bông tăm có tẩm chút cồn để lau nút home trước xem thế nào. Trong đa số trường hợp, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Trường hợp thứ hai, nếu chiếc iPhone của bạn giở chứng sạc chậm, mấu chốt của vấn đề có thể xuất phát từ những sợi vải quần áo bám vào các góc bên trong cổng sạc. Khi đó, bạn có thể dùng một vật nhỏ, nhớ là không được dùng bằng kim loại nhé, để loại bỏ chúng. Trường hợp kế tiếp, nếu tai nghe nhỏ đột tử, những sợi vải cũng có thể là thủ phạm. Để xử lý trường hợp này, iPhone có thể dùng tẩy bút chì để ca nhẹ vào phần lưới hoặc dùng chiếc bàn chải đánh răng để loại bỏ những màng bám. Cáp sạc hoặc tai nghe iPhone thường rất dễ bị đứt, bạn có thể dùng chiếc lò xo của Bubi để bọc lấy xung quanh, tránh rơi vào hoàn cảnh này. Bạn cảm thấy loa chiếc iPhone quá nhỏ, có thể đặt thiết bị của bạn vào một chiếc bát hay một cái ly để có âm thanh lớn hơn. Các bạn đã lưu hết chúng lại chưa nào và đừng bỏ qua bất kỳ một trường hợp nào, bởi vì chúng rất hữu dụng với táo yêu của các bạn đấy. Và nếu mà còn muốn chia sẻ thêm một trường hợp nào nữa mà các bạn biết thì hãy comment ở phía dưới cho chúng mình biết để chúng mình có thể tiếp tục các video tiếp theo. Cảm ơn, bye bye. Hãy cùng like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều những video thú vị hơn và lần sau nhé.